anh ơi. Này. Gì đấy? Hay là anh thu xếp đi làm đi. Tầm này đi làm kiểu gì? Thì tính chuyện gửi con. Xóm mình đông người, thời gian còn linh hoạt nữa. Em tính nhá, một ngày anh đi làm bèo bèo cũng phải được 500, còn không phải gấp mấy lần. Bây giờ mình gửi con mất khoảng 200-300 nghìn, còn dư chán. Gửi làm sao được? Em thấy đấy, mỗi lần anh đi đâu gửi con có một lúc thôi mà anh đã sốt hết cả ruột rồi. Con mình vẫn còn bé lắm. Bé thì mới tốn bỉm sữa, chưa kể thuốc men nữa. Em thấy nắng nóng thế này sửa điều hòa cũng là một nghề làm đức làm phúc cho người ta đấy. Hôm nay mà không có anh, ông kia phát ốm. Em thấy người ta bảo mùa nóng thế này các cụ già khó chịu đi hết. Hiểu. Em không nói, anh cũng không nghĩ là mình quan trọng thế đâu nha. Lại chả không à. Chồng em không những quan trọng với xã hội này mà còn cực kỳ quan trọng với mẹ con em nữa. Là trụ cột của gia đình, anh mà không vững, mẹ con em liêu xiêu ngay. Việc này để tính sau đi. Ngủ đi đã. Khống đầu ấm áp, nắm vòng tay của con. Điều tỏa. Thế mày đi đâu? Anh lang thang ngoài ngõ, muỗi đốt sưng hết cả chân, đã thế còn dính mưa nữa. Anh mà ốm là vợ phải đền bù cho anh đấy. Tại ai? Anh biết sai rồi, nhưng anh có cố ý đâu. Thuốc cho anh nhá. Thôi, không cần đâu. Lang thang cả buổi tối, về đến nhà còn bị ăn đòn, sưng hết cả mặt, mất hết vẻ đẹp trai của anh rồi. Thế ăn gì chưa? Làm gì có gì mà ăn. Vợ đi đâu đấy? Vợ đi nấu mì cho anh. Thôi, không cần đâu. Nào. Anh chỉ cần ôm vợ thế này là đủ rồi. Nhưng mà đói làm sao mà ngủ được. Không sao đâu mà. Ôm vợ, ngủ một giấc thật sâu, sáng ngày mai dậy là khỏe re. Dạo này ai có nhắn tin chưa? Chắc là tin nhắn quảng cáo ấy mà. Vợ ngủ đi.
Anh biết không, hôm nay như thế nhưng mà đã giải tỏa trong lòng em rất nhiều vấn đề. Em đang muốn nói về chuyện gì? Được gặp Vân, được nghe cô ấy nói thì em mới biết là hóa ra anh cũng đối xử với cô ấy như thế. Vậy mà em cứ nghĩ do anh không yêu em cho nên mới khô khan như thế. Anh khô khan á? Chứ còn sao nữa. Em vẫn nghĩ là vì anh còn tình cảm với người cũ mà đã đến với em rồi, cho nên anh không mặn mà gì với em. Anh biết tính em hay càng nghĩ nên đã cố gạt đi mà em có chịu tin đâu. Chẳng lẽ anh lại đi lấy người? Thank you.